Kênh YouTube bán nhà chính chủ quận 7 hôm nay giới thiệu đến các anh chị các bạn căn nhà tại hẻm 1942 nha anh chị. Nhà mình ở hẻm 1942 thị trấn Nhà Bè nha anh chị. Nhà mình có diện tích là ngang 3, dài 12m, nhà một trệt một lầu, hai phòng ngủ hai vệ sinh nha anh chị. Nhà mình là đất thổ cư 100% nhưng mà mình mua bán công chứng vi bằng nha anh chị. Đó, đây là nhà mình là hẻm C16 chỗ là vô tới nhà luôn nha anh chị. Thì mình quay cái hẻm xong rồi đưa anh chị vào bên trong đó mình sẽ bên trong nhà mình. Đó, đây là C16 chỗ là mình vô tới đậu cửa luôn. Đó, 16 chỗ anh chị thấy không? Đó, đây. Đưa anh chị xem. Khu này khu dân cư hiện hữu, nhà mình là sổ đất thổ cư 100%. Nha anh chị. Đó. Thì mình đưa anh chị vào bên trong để mình xem bên trong căn nhà của mình. Nhà mình là thiết kế sẵn là máy nước nóng năng lượng mặt trời rồi hết rồi luôn nha anh chị. Đó, trước là mình có cái ban công này mình để xe nè. Đó, nhà mình có hai lớp cửa nè. Đó. Đây. Mình đưa anh chị vào bên trong phòng khách của mình khá rộng rãi dài nha anh chị, diện tích ngang 312. Nhà một trệt một lầu, hai phòng ngủ, hai vệ sinh. Nhà đẹp, nhà mới nha anh chị. Nhà này mới xây dựng là mới mới lắm. Thì mình mời anh chị ra sao để mình xem bên sau nhà mình. Chủ nhà muốn bán cái giá là 1.780.000 thương lượng chính chủ nha anh chị. Đây, về bếp nhà mình, khu nhà bếp nhà mình đây. Đây chỗ này mình để máy giặt nha anh chị. Đó. Không gian bếp nhà mình cửa sổ trời là thoáng mát rồi. Đó anh chị thấy không, có mình nhà mình có cửa sổ trời thấy không? Đó. Nhà mình đất thổ cư 100% nha anh chị. Đó. Đất thổ cư 100%. Nhưng mà mình đi mua bán vi bằng nha anh chị. Diện tích ngang 3 và 12m. Chủ nhà muốn bán cái giá là 1.780.000 còn thương lượng chính chủ nha anh chị. Thương lượng ít nha anh chị. Đây mình mời anh chị đi lên lầu 1 để mình xem bên trên lầu 1 nhà mình nha anh chị. Đó. Anh chị muốn đi xem nhà anh chị liên hệ cho mình qua số điện thoại là 0913 781712. Mình sẵn sàng sẽ đưa anh chị qua để mình xem nhà nha anh chị. Đó. Đây là lầu 1 nhà mình. Đây lầu 1 nhà mình cũng khá rộng rãi đẹp đẽ luôn nha anh chị. Bên hông nha lầu 1 nhà mình thì có cái cửa sổ này nha anh chị. Đây là đó, cửa sổ trời đó anh chị đó. Nhà mình ở hẻm 1942 thị trấn Nhà Bè. Hẻm 1942 Quỳnh Tân Phát thị trấn Nhà Bè nha anh chị. Nhà mình diện tích là ngang 3 dài 12m. Nhà một trệt một lầu, hai phòng ngủ, hai vệ sinh. Chủ nhà muốn bán giá là 1.780.000 cùng thương lượng chính chủ nha anh chị. Nhà mình đất thổ cư 100% luôn nha anh chị. Đây mình đưa anh chị ra ban công trước một chút là có ban công rộng nha anh chị. Nhà mình là hẻm xe 16 chỗ là dạy vô tới nhà luôn nha anh chị. 16 chỗ là đậu ngay cửa luôn. Nhà mình là sử dụng máy nước nóng năng lượng mặt trời hết luôn nha anh chị. Đây, nhà mình đây, khu dân cư yên ngủ này anh chị thấy không đó. Cái đường đó là xe 16 chỗ vô đây luôn nè. Đó, đậu ngay chỗ anh đó nó ngồi đó. Đây cái sân trước nhà mình để xe máy là vô tư. Mình cũng cảm ơn tất cả các anh chị trong thời gian qua đã theo cái kênh bán nhà quận 7 chính chủ nha anh chị. Mình cảm ơn rất nhiều anh chị nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ giúp mình để mình có động lực để mình đi quay những căn nhà tốt hơn để cho anh chị lựa chọn nha anh chị. Đó, mình cũng xin nhắc lại với anh chị là nhà mình ở hẻm 1942 Quỳnh Tấn Phát thị trấn Nhà Bè nha anh chị. Nhà mình có diện tích là ngang 3 dài 12m, nhà một trệt một lầu, hai phòng ngủ, hai vệ sinh. Nhà mình có xài máy nước nóng năng lượng mặt trời rồi hết luôn nha anh chị. Chủ nhà muốn bán cái giá là 1.780.000 còn thương lượng chính chủ nha anh chị. Nhà mình là đất thổ cư 100% nha anh chị. Đó, mình xin kính chào các anh chị nha.